Xin giới thiệu các bạn video dâu tai nhà nghèo rất xinh. Ở đây các bạn trông thấy mình đầu tư bằng ống nước nhỏ giọt đi các bạn. Trái khủng lắm. Có cái gì kia kìa. Lắng như thế này này các bạn ạ. Trời ơi, cái hoa đỏ. Đây là nhặt hoa đỏ đây bạn ạ. Hoa đỏ đây cũng đã tàn rồi. Ôi quá trời. Các bạn thấy không? Một chậu mới ra được có một cây đây. Trời ơi, rất nhiều cây. 6-7 cây một chậu. Các bạn có thấy chậu toàn là cái chậu dỗm không à? Các bạn xem bình luận và góp ý giùm nha. Thôi, xin dừng đây. Cảm ơn các bạn ạ.